Hiệp thông trong thánh lễ sáng nay, chúng ta cầu xin ơn bình an. Xin ơn bình an cho một người là con của một gia đình. Tạ ơn Chúa Đức Mẹ Thánh Giuse, cầu cho chiến sự tại Ukraine được vãn hồi và người dân Ukraine được nhiều niềm an ủi cũng như không phải chết oan vì chiến tranh. Cho các nhà lãnh đạo độc tài biết tôn trọng sự sống đồng loại. Cầu cho linh hồn linh mục Phêrô mới qua đời, Cecilia, Giuse, hai Maria, Thomas, Anna, Vincente, Dominico, các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, nội ngoại, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì chiến sự và vì dịch tễ, cũng như các linh hồn, các linh mục, các tu sĩ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta nài xin ơn Chúa tha thứ tội lỗi. Xin Chúa giờ đây với tình yêu thương xót của Người phán một lời để tâm hồn chúng ta được lành mạnh và để cho tất cả chúng ta được dâng thánh lễ rước chính Chúa Giêsu thánh thể vào tâm hồn mình như thật là đền thờ vậy. Và trong ngày thứ hai trong tuần, chúng ta kính nhớ những người đã qua đời, trong đó có biết bao nhiêu người ân nhân, thân nhân và biết bao nhiêu những bạn hữu, những thân bằng quyến thuộc. Xin Chúa cất họ về với Chúa nơi vĩnh phúc mà Chúa mong muốn. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để đổi mới trần gian, Chúa dùng những bí tích kỳ diệu làm dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người. Xin cho Hội Thánh biết lợi dụng nguồn thiên ân đó để không ngừng tiến triển và luôn được Chúa thương nâng đỡ phù trì trong đời sống hiện tại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Thiên Chúa phán: Này ta tác tạo trời mới đất mới, người ta sẽ không còn nhớ lại dĩ vãng và cũng sẽ không bận tâm đến dĩ vãng nữa. Nhưng các ngươi hãy hân hoan và nhảy mừng cho đến muôn đời trong các việc ta tác tạo. Vì đây ta tác tạo một Jerusalem hân hoan và một dân tộc
vui mừng. Ta sẽ hân hoan ở Jerusalem và vui mừng nơi dân ta, và từ đây người ta sẽ không còn nghe tiếng khóc lóc và than van nữa. Ở đó sẽ không còn trẻ nhỏ chết yểu, không còn người già chết sớm nữa, vì người chết trăm tuổi cũng coi gọi là chết trẻ. Người không sống đến trăm tuổi kể là bị trúc giữ. Họ sẽ xây cất nhà cửa và cư ngụ ở đó, sẽ trồng nho và ăn trái nho. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỷ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phủ, Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilea. Chính Người đã nói: không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình. Khi Người đến Galilea, dân chúng ra đón tiếp Người. Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Jerusalem trong dịp lễ, vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilea, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capernaum có người con trai đang đau liệt. Được tin Chúa Giêsu đã bỏ Judea đến Galilea, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông:
Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin. Viên quan chức trình lại người: Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết. Chúa Giê-xu bảo ông hãy về đi, con ông mạnh rồi. Ông tin lời Chúa Giê-xu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: Hôm qua lúc 7 giờ cậu ấy hết sốt. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giê-xu bảo ông: Con ông mạnh rồi. Nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Đó là phép lạ thứ hai Chúa Giê-xu đã làm khi người ở Giu-đê-a đến Ga-li-lê-a. Đó là lời Chúa. Anh chị em biết là Thánh Gioan Ngài ra đi rao giảng tin mừng khá lâu sau khi Chúa Giê-xu về trời, thì cũng như các tông đồ khác ra đi rao giảng, và Ngài cũng không viết vội phúc âm mà chúng ta đang nghe, gọi là phúc âm theo Thánh Gioan đó. Đến tuổi già, sau một thời gian rất lâu, Ngài nghiền ngẫm, thấm thía và sống tất cả các sự kiện mà Ngài đã từng được sống bên Chúa Kitô. Ngài đã từng được hiểu và thấm và thấu những lời dạy, cách cư xử, nhất là tình yêu mà Thầy Giê-xu dành cho mình. Thì lúc bấy giờ Ngài mới viết tin mừng. Cho nên tin mừng của Thánh Gioan có phần chọn lọc và cũng có phần suy niệm khá nhiều và đầy những tâm tư. Đồng thời nơi đó nó trải nghiệm một sự trải nghiệm sống với Chúa, không chỉ là biến cố xảy ra tôi đã từng sống với Chúa, mà còn được nghiền ngẫm, còn được thấu đáo. Qua thời gian, tin mừng của Ngài khá sâu sắc, như một nhà thần học, và đúng hơn nhiều người sau này gọi Thánh Gioan là một nhà thần học thật sự trong những lời của tin mừng cũng như những thư mà Thánh Gioan để lại cho hội thánh chúng ta. Hôm nay cũng vậy, câu chuyện được diễn ra tại vùng Galilea. Đây là lần thứ hai Chúa chữa cho một người. Đúng hơn lần thứ hai Chúa làm dấu lạ. Và lần đầu Chúa cho nước hóa thành rượu, lần này Chúa chữa cho một người chết sống lại. Với cái nhìn của Thánh Gioan, khi Chúa Giê-xu chữa lành cho một người chết được sống lại, thì Ngài công bố Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống, không đơn giản chỉ là một phép lạ một người sống lại. Cho nên anh chị em sẽ thấy trong tin mừng của Thánh Gioan luôn luôn gọi phép lạ là dấu lạ, chứ không phải là phép lạ. Trong phép lạ ấy là một cái dấu chỉ, cho nên Ngài luôn luôn gọi là dấu lạ. Và dấu lạ hôm nay Chúa cho người con của một người cha sống lại, cũng có nghĩa là sẽ có một ngày người con của một người cha khác cũng sẽ chết và sống lại. Đó chính là bản thân Chúa Giê-xu. Như tôi đã nói, sau nhiều năm sống với sứ điệp tin mừng mà Thánh Gioan đã từng được ở bên Chúa, người nghiền ngẫm rồi mới viết thành những trang tin mừng, cho nên để lại những lắng động, những sâu sắc trong chính cái lời tin mừng của Ngài. Chúa Giê-xu đã cho một người được sống lại để nói đến người chính
là sự sống. Người là nguồn sự sống, trao ban sự sống và tiếp tục làm cho sự sống ấy trải dài, không chỉ là sự sống nơi thân xác mà còn là sự sống của linh hồn, sự sống vượt thời gian, siêu không gian để bước vào vĩnh cửu với Thiên Chúa đời đời, ngự trị trong nhà Thiên Chúa đời đời. Giáo lý của Thánh Gioan nói về Chúa Giêsu là một giáo lý của một đức tin sâu sắc, và nhờ đó tất cả chúng ta cũng được tham dự vào một giáo lý của một niềm tin sâu sắc như thế, để chúng ta cũng biết chuẩn bị cho mình đón nhận chính ơn của Chúa, đón nhận từng ngày một sự tha thứ Chúa dành cho mình. Những ngày, những lần mình được Chúa tha thứ là những lần chúng ta sống lại với Chúa, để rồi sẽ có một ngày sau khi được sống lại nhiều lần trong ơn tha thứ, chúng ta sẽ được sống lại vinh quang trong cõi trời, mà nơi đó Chúa phục sinh ngự trị. Chúa phục sinh của Thánh Gioan đã là nguồn sống của chúng ta, ban cho chúng ta để chúng ta cùng trị vì với Người nơi quê hằng sống bên cạnh Thiên Chúa Cha, đấng mà chúng ta vẫn tin tưởng Người là chủ tể của tất cả, đấng mà nay chúng ta vẫn tuyên xưng rằng Chúa Kitô ngự bên hữu của Người. Ngự bên hữu ấy là hưởng vinh quang đời đời với Thiên Chúa. Chúng ta được tham dự cùng với Chúa Kitô trong nước vinh quang mà Thiên Chúa hằng sống luôn mong muốn kéo từng người chúng ta về với Người. Hãy nhớ sự chết mà Chúa cho được sống lại hôm nay báo trước cho chúng ta sự chết của từng con người được Chúa Kitô cho sống lại từng lúc một khi chúng ta biết ăn năn thống hối, và một đời ăn năn thống hối để vươn lên trong ơn phục sinh. Ta sẽ phục sinh thật sự với Chúa của mình trong cuộc sống vĩnh cửu đời đời mà Chúa đang chờ đợi để trao ban cho chúng ta. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm hy lễ đôi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh Người. Lạy Chúa, xin cho của lễ chúng con dâng đem lại cho chúng con sức sống mới, để chúng con cởi bỏ con người cũ và luôn tiến bước theo tinh thần phúc âm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em.
hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì Chúa ban cho các tín hữu hằng năm được hân hoan đón chờ mầu nhiệm vượt qua với tâm hồn đã được thanh tẩy, để khi nhiệt tâm thi hành việc đạo đức và bác ái, nhờ năng chịu các bí tích mà được tái sinh, thì các tín hữu đạt tới sự viên mãn của ơn làm con Chúa. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tôn đấng ngôi đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khô hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Linh Mục Phêrô, các linh hồn Cecilia, Giuse, Maria,
Toma Anna Vincente Dominico mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con xin. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Chúng con là chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Con chẳng đang chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin mẫu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thờ Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu nơi Chúa trong linh hồn con. Sống neo bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thần được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cắt thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thần, thì con xin năm nay cùng hợp làm một cùng Chúa cho tròn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận canh tân và thánh hóa cuộc đời chúng con, để chúng con đáng được hưởng gia nghiệp nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Này Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện. Tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt. Này Chúa cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của cha. Này Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì nương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Này Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen.